Hoàng, Bất Động Sản Nha Trang xin kính chào anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xem thực tế một căn hộ 5 sao Panorama Nha Trang có địa chỉ số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa. Và hiện tại Hoàng đang đứng tại ban công của căn hộ, và căn hộ này là tầng 10 và căn số 15. Và căn hộ có diện tích là 49m², ban công là hướng Bắc và cửa chính là hướng Nam. Và bây giờ trước khi chúng ta vào xem thực tế căn hộ này thì Hoàng sẽ quay cái view của ban công để cho anh chị mình cảm nhận được cái giá trị của căn hộ mình đây. Đây là view Hoàng quay, là biển nè anh chị nhá. Bên đây là có tòa nhà AB Square nè. Và ở Nha Trang, phường Lộc Thọ là cái phường sầm uất bậc nhất tại thành phố Nha Trang, tập trung rất nhiều khách sạn 3 sao đến 5 sao. Và khu vực của tòa nhà Panorama này thì khách hiện tại bây giờ khách thuê ở đây tập trung nhiều là khách Hàn Quốc. Và tòa nhà này của chúng ta là có là 40 tầng, trong đó một tầng là có 34 căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn là 5 sao. Và bây giờ không để cho anh chị mình chờ lâu thì Hoàng sẽ mời anh chị vào trong xem thực tế căn hộ này. Vì hiện tại căn hộ này á, là đó có khách đang thuê ngày, cho nên Hoàng cũng tranh thủ là xin phép cái chị khách này để vào được mấy căn hộ để cho anh chị mình trải nghiệm thực tế của căn hộ này như thế nào. Và Hoàng mong rằng thì anh chị mình hãy tặng cho Hoàng một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ video này trong hội nhóm của anh chị để ủng hộ kênh cho Hoàng, và cũng là cái động lực để Hoàng chia sẻ thêm nhiều video hơn nữa để anh chị nắm bắt được rõ về thị trường bất động sản Nha Trang để dễ dàng cân đo đong đếm và lựa chọn. Và đây là cái view khi chúng ta nằm tại giường, là nhìn ra là vách kính là cửa lùa bốn cánh này để cảm nhận được cái view của biển và cái không khí của biển thổi vào, xộc vào trong cái căn hộ mình để cảm thấy sảng khoái và tinh thần sức khỏe sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cho nên ở đây á là họ thiết kế theo cái hơi hướng làm sao ngồi và nằm đều cảm nhận được biển hết anh chị. Và điều đặc biệt ở đây anh chị thấy không, cái ban công của chúng ta là để được hai cái ghế nhỏ nhỏ này đó, chúng ta ngồi và cảm nhận được cái biển ở đây, anh chị thấy rõ ràng không? Đây, vì căn hộ biển 5 sao thì phải có những ban công như vậy, đó là những tiêu chí cơ bản. Và đây, căn hộ chủ của chúng ta có diện tích là 49m², và ở phía bên này là cái bàn trang điểm và tủ quần áo anh chị ạ. Đây, thì cái bàn trang điểm thì chúng ta cũng thích hợp là trang điểm nè, và có tivi nè, và có tất cả những cái cơ bản nhất của một cái căn hộ studio. Và hiện tại ở đây căn hộ này thì hiện tại là khách thuê phòng rất là nhiều, thuê ngày thuê tháng rất là nhiều anh chị ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong, chúng ta sẽ xem cái phòng vệ sinh được thiết kế như thế nào. Và trước khi qua phòng vệ sinh thì chúng ta thì sẽ thấy một cái không gian bếp nho nhỏ này anh chị. Đây, đây là không gian bếp nho nhỏ đây. Bếp có kệ trên, kệ dưới. Đây, máy hút mùi nè. Máy hút mùi và bếp từ đều là hiệu Electrolux. Đây, bồn rửa đơn đây. Và bên này, và ở trong đây là cái phòng vệ sinh. Đây, cái phòng vệ sinh. Vâng, cái phòng vệ sinh cũng là thép điện luôn anh chị nha. Đây, em không quay rõ ràng để cho anh chị mình cảm nhận được nha. Đây, cái phòng vệ sinh này, đây anh chị thấy phòng vệ sinh được chia thành hai khu vực, một khu vực là lavabo và một khu vực là vệ sinh là riêng biệt. Còn khu vực là bồn tắm đây, khu vực bồn tắm là có vách kính cường lực ngăn giữa khu vực tắm và khu vực là lavabo. Đây, bây giờ Hoàng đi thẳng vào trong đây. Ngay tại vị trí bồn tắm này đó, chúng ta nằm ở phòng tắm vẫn nhìn thấy được ở phía ngoài. Thì ở đây là khách sạn có cái đèn đây anh chị, đây cái đèn đây. Đó, khi chúng ta không cần thiết chúng ta kéo cái đèn xuống để có một sự riêng tư. Còn không thì không gian mở này thì rất phù hợp với những cái các bạn trẻ, phù hợp cực kỳ luôn anh chị. Và đây,
Trong đây có là bồn tắm này. Và trong cái không gian cái phòng vệ sinh thì chủ đầu tư người ta ốp những cái men, cái màu nó ngà ngà, cực kỳ sạch và bền màu theo thời gian sử dụng. Rồi bây giờ Hoàng sẽ đi ra lại phía ngoài nha. Bên đây. Và phía ngoài đây, đây là hành lang của căn hộ Panorama 5 sao đây anh chị. Và căn hộ của mình có mã là B1115. Có nghĩa là căn hộ mình là thuộc khu vực B, tầng 11 và căn số 15. Đây, bây giờ Hoàng sẽ đi vô lại từ cửa chính của căn hộ, Hoàng đi ra lại phía biển cho anh chị mình xem rõ thực tế nha. Đây là không gian bếp này anh chị nha. Rồi phía bên tay trái đây là kệ tivi, bàn trang điểm. Và ở phía bên tay phải đây là một cái giường 1m6. Và đây là ban công. Căn hộ của chúng ta là ban công cực kỳ dài và thoáng luôn anh chị. Và đây. Và bây giờ Hoàng sẽ tổng hợp lại cái thông tin của căn hộ này một lần nữa để cho anh chị như mình nắm rõ thông tin. Căn hộ Panorama căn 15 tầng 11 có diện tích là 49m2, ban công là hướng Bắc, view biển và cửa chính là hướng Nam. Và căn hộ này là căn hộ thiết kế là căn hộ một phòng ngủ mở là căn studio và pháp lý là hợp đồng mua bán. Và giá bán căn hộ này là 2,3 tỷ, có thương lượng nhẹ đã bao phí 5% cho khách hàng luôn rồi. Thì Hoàng cũng mong rằng là qua cái video này Hoàng có thể kết nối được khách hàng sớm có duyên và sở hữu căn hộ này. Và để không bỏ lỡ những video giới thiệu về bất động sản Nha Trang Khánh Hòa của Hoàng thì anh chị nhà mình hãy like và đăng ký kênh YouTube của Hoàng để là những người đầu tiên nhận được video review bất động sản mới nhất của Hoàng. Và nếu anh chị nhà mình muốn xem thực tế căn hộ này thì anh chị hãy gọi ngay cho Hoàng 0972 206 206 để đi xem thực tế và chốt cọc. Và bên Hoàng nhận ký gửi bất động sản tại Nha Trang Khánh Hòa, căn hộ, khách sạn, đất nền, nhà phố, biệt thự. Và Hoàng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở những video tiếp theo.